our lovely audience. Today, we would like to show you one of the factory of making cooking oil from the peanut in Vietnam. For an organic cooking oil for the local people, for the villagers, and the peanuts were collected from the peanut rice too. And this is one of the factories by the local. Thank you.
hôm nay sẽ là một trải nghiệm về việc ép chầu phụng tại quê hương. Đây là một phương thức ép chầu phụng truyền thống để tạo ra một nguồn dầu đầu dầu rất là sạch, phù hợp cho các dự án gia đình. Và đây là một hồ kinh doanh rất là lớn, có một quy trình sản xuất chầu phụng rất là lớn. Mời quý vị cùng xem đây. Wow.